Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 2011-2015 và 9 tháng đầu năm 2016. Theo báo cáo này, nhà nước hiện vẫn nắm giữ trên 90% vốn tại 15 tập đoàn, tổng công ty sau khi các doanh nghiệp này bán cổ phần lần đầu ra công chúng, tức IPO. Theo báo cáo về tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2011-2015 và 9 tháng năm 2016 vừa được Chính phủ gửi tới Quốc hội, 5 năm qua đã có 508 doanh nghiệp cổ phần hóa với tổng giá trị thực tế doanh nghiệp gần 761.000 tỷ đồng, trong đó giá trị cổ phần hóa gốc của nhà nước hơn gần 188.300 tỷ đồng. Tốc độ cổ phần hóa của doanh nghiệp trong giai đoạn này tăng mạnh. Tuy nhiên, tốc độ này có xu hướng chậm lại trong 9 tháng năm 2016, khi chỉ có 49 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị thực tế doanh nghiệp là gần 32.000 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước là gần 23.000 tỷ đồng. Cũng theo báo cáo, đã có 426 doanh nghiệp IPO, trong số 557 doanh nghiệp được phê duyệt phương án cổ phần hóa, thu về gần 43.500 tỷ đồng. Sau IPO, nhà nước vẫn nắm giữ trên 90% vốn điều lệ tại 15 tập đoàn, tổng công ty lớn. Trong đó, nhà nước hiện nắm giữ vốn nhiều nhất tại tổng công ty Lilamar đến 98%, kế đến là tổng công ty hàng không Việt Nam với tỷ lệ 95,5%. Chỉ thích về tỷ lệ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp hiện còn cao, Chính phủ cho rằng do lượng cổ phần chào bán ra công chúng đạt thấp so với phương án cổ phần hóa doanh nghiệp. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp thuộc diện nhà nước cần nắm giữ cổ phần chi phối khi cổ phần hóa còn lớn nên làm giảm mức độ hấp dẫn tham gia của nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư lớn.